Mến chào quý cô chú ha. Thì hôm nay như thường lệ là chủ nhật của cuối tuần, Pháp Thế TV đến nhà vườn của anh Thuận ở Lai Vung, Đồng Tháp. Có một số mặt hoa giấy, hoa mẫu đơn, gồm Mỹ Hồng, Vàng Hương. Muốn vô lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Kính chúc quý cô chú nhiều sức khỏe và thịnh vượng. Sau đây gặp anh Thuận để chi tiết ha. Rồi gặp Thuận. Chào anh Thái. Mến chào quý cô chú anh chị, mình đang xem tên Pháp Thái hôm nay trở lại nhà vườn. Em thì có một số mặt hàng mẫu đơn muốn vô lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa. Nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào và chúc quý cô chú anh chị mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe, làm ăn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc ạ. Để không làm mất thời gian quý cô chú, em xin cho địa chỉ là em Tân Thuận, địa chỉ ở Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Dung Tinh, Pháp. Số điện thoại Zalo của em là 0899486958, đó cũng là số Zalo của em luôn. Để làm không mất thời gian quý cô chú, em xin vô cây thông số của số 1 là cây giấy Mỹ ghép tẩm thạch màu tím quế nha. Rồi chiều cao được 55, cái ngang mình 55 luôn, cái màu này rất đẹp nha quý cô chú. Cẩm thạch tím ha. Cẩm thạch tím. Rồi quạnh neo được 10 rồi. Rồi cây số 1 em xin vô lưu giá 450 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là cây số 2, cũng là một cây cẩm thạch luôn. Cây này có cái form đẹp ha, dáng bay bay. Bay bay nằm nằm. Rồi chiều cao mình được 65, sáng ngang mình được 60. Rồi quạnh neo đây được 14 nè. Đế này, đế này đẹp, đế này nằm rồi. Rồi cây số 2 xin vô lưu giá 500 ngàn luôn ạ. À. Rồi đó cây luôn. Mấy cây này mình gửi nguyên cái chậu về cho quý cô chú mình ha. Cái này là ta thần ta ghép lâu rồi. Rồi tiếp theo là cây màu hồng nha quý cô chú. Ẩm thạch màu hồng. Cái màu này ở ngoài nó rất đẹp ạ. À. Rồi chiều cao 70. Sáng ngang mình được 70 luôn. Cái màu hồng ở ngoài đẹp lắm. Này gọn gọn để bàn. Rồi, ok ha. Rồi và neo đây được 14 ạ. Về mình thay cho kiểu. Cây số 3 xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Giờ thay cho kiểu để vô thì đẹp lắm ạ. Tiếp theo là cây số 4. Cũng là một cây giấy màu hồng luôn nha quý cô chú anh chị. Cẩm thạch màu hồng rất đẹp. Rồi chiều cao mình được 65. Nó ngang mình 65 luôn. Lên kẹo úp chưa ha. Ừ, bông dữ lắm, dòng mình siêu bông. Bị cây này cái đế quay. Rồi quanh neo đây được 11. Xay xay đấy. Đế nằm một cục ở trong cái chậu. Rồi giá rồi cây số 4 em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là cây số 5 là màu mới nha quý cô chú, màu tím chuông nha, màu này màu mới nha quý cô chú. Tím màu này quá gắt ha. Tím ở ngoài nhìn một cái nó đẹp dữ dằn. Tím này tím đậm luôn nha. Rồi chiều cao mình được 75. Sáng ngang mình được 60. Bông dữ lắm. Rồi quanh neo đây được 12. Rồi cây số 5 anh xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Rồi. Em báo đó bao gồm cước phí ship cho quý cô chú anh chị mình tới nhà luôn nha. Tiếp theo cây số 6 là một cây trang sang xương ấy quý cô chú. Em chỉ có 1 cây thôi. Mà vườn còn số lượng mà nó chưa lên bông thì không giao lưu được. Rồi chiều cao mình được 90. Quá xa hòa. Tán ngang mình 70. Trang sen. Đang búp bông kẹo. Trang sang xương. Nó nghiêng cái đọt. Quá xá luôn rồi. Cực kỳ đẹp, một cốt. Một cốt có củ ạ. Cây này có củ đế nè, tay mình thường như chậu mình không khui. Rồi quanh neo được 6 ạ. Rồi thoát thân được 50. Rồi. Rồi cây số 6 xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Rồi, đã cây luôn. Tiếp theo là cây số 7 là một cây đỏ tai với cô chú anh chị. Cây này nó đang lên bông lên hoa quá nhiều. Nè, hoa đó. Rồi, chiều cao lên đây. Cây một cốt. Rồi chiều cao mình 1 mét. Tán ngang mình được 70. Rồi thoát thân được 35. Còn neo đây được 8 ạ. Rồi cây số 7 em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Rồi. Tiếp theo cây số 8 là cây vàng hồng đọc xanh bông đậm như quý cô chú. Trời ơi cây này cái tàn, cái lụt này cái tàn. Hết thế. Bồng quá xa. Đặc biệt cái giống này là nó mùa mưa nó bông đậm như quý cô chú. Rồi chiều cao mình 1m1. Tán ngang mình được 1m1 luôn. Đây hoa rất là đậm nha quý cô chú. Mà rực rỡ. Cây già cây à, lên cho mẹ. Thân 2 tấc đi. Cái này già cây quý cô chú. Mình đo tại vị trí này chứ như cũ dữ lắm à. Rồi quanh neo đây được 11 à. Xuống cái cũ sẽ có 13, 14 à. Đây. Rồi cây số 8 này em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn à. Rồi, ok luôn. Tiếp theo là cây số 9 cũng là một cây vàng hồng luôn à.
vàng hồng đọt xanh. Rồi chiều cao mình 1m3, tán ngang 1m1, xay xay. Đây cái hoa là quý bà con, hoa màu vàng hồng rất là ngọt. Rồi thoát thân đây được 30 à, con lô này có củ đế tại mình không khui. Rồi quả néo được 10 à. Rồi cây số 9 em xin lưu giá 500.000 luôn à. Rồi đó cây luôn. Tiếp theo là cây số 10 cũng là cái vàng hồng luôn à. Rồi cây này quá xa hoa. Chiều cao mình 1m15, tán ngang mình được 1m à. Đây quá trời hoa rồi. Đây hoa lên đậm sệ luôn. Rồi thoát thân được 50. Còn nếu mình đôi xích trên này đi, ở dưới cái cũ dữ lắm à. Rồi còn nếu đây 11, mình đôi thử cái cũ được rồi. Rồi cái cũ này được 16 cái cô chú anh chị. Để tí diện nó có đế luôn. Rồi cây số 10 em xin Zalo giá 500.000 luôn à. Tiếp theo mã số 11. Cái số 11 cũng là một cây vàng hơn luôn à. Củ đế chạc ha. Tàn nặng quá chịu không nổi. Rồi chiều cao mình 1m4 nha. Đá ngang 1m3. Cây này về vô dây vô thêm là chia càng tàn ra là dữ dằn. Rồi thoát thân này được 30. Và neo. Và neo vị trí là 12 với chú anh chị đo luôn cái củ nữa rồi đó coi. Tới 28 rồi, xay, xay, xay nhẹ cái củ rồi. Rồi cái củ tới 28 rồi. Đó. Nguyên một cục thịt nạc ha. Rồi. Cây số 11 anh xin Zalo giá 500.000 luôn ạ. Rồi. Tiếp theo là cây số 12 cũng là cây vàng hường luôn ạ. Mấy cây này ngoài cái tàn dữ lắm rồi quý cô chú. Tàn. Dù gì là rồi chiều cao mình 1m2, cái này hết thước luôn, đoán nghe mình 1m2 luôn mà mình đo từ hai với cô chú, cái này đo thẳng nhau với 1m4 rồi sai sai đó, đặc biệt của dừng dừng anh đúng phôm rồi. Hoa vàng hường nó lên cái màu rất là ngọt nha quý cô chú nè. Rồi thoát thân này được 30, thân này lắc nhẹ ha. Rồi thân lắc nhẹ. Rồi bà nếu đây được 11 rồi, này củ này khui xuống dưới cũng như lắm có nè, tại mình không khui giữ tàn những bồn giữ tàn. Rồi, rồi giá luôn 12 em xin Zalo giá 500.000 luôn ạ. Tiếp theo mã số 13. Tiếp theo cây số 13 cũng là một cây vàng hường luôn ạ. Vàng hường đọt xanh, cái lô ở ngoài tàn khủng quý chú. Rồi chiều cao mình 1m3, tá ngang 1m2. Rồi xay 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 cái form qua đó, cái form nè đặc biệt hoa lên cực kỳ. Cái lô này là củ đế nó nở hết trơn, cây nào như cây nấy. Rồi thoát thân đây được 30 à. Rồi hoành eo đây được 10 à. Ở dưới này bự lắm nha quý cô chú. Một cốt sạch. Rồi giá luôn anh ơi, 13. Rồi cây số 13 em xin Zalo giá 500.000 luôn ạ. À. Tiếp theo mã số 14. Cây số 14 là cây đỏ ta nha quý cô chú anh chị. Thằng cây này đã thuần chậu lâu nha quý cô chú. Hồng hương. Đó đỏ ta nó lai ra hồng hương đó. Rồi chiều cao được 80. Cái ngang mình cũng 80 luôn. Xài xài trở lại cái hoa trở lại. Đặc biệt cái phơm tàn tự nhiên nữa nữa qua qua luôn, qua luôn. Đây. Đây mặt hoa nè. Hồng hường cái mặt hoa rất là ngọt ha. Rồi thoát thân được 20 luôn. Củ đế chưa khui. Củ đế chưa khui còn nguyên. Rồi quanh nó đây còn 12 luôn. Rồi cây số 14 em xin lưu giá 450.000 luôn ạ. À. Rồi. Xe. Tiếp theo cây số 15 là cây trang đỏ lá nhỏ luôn ạ. À. Tàn không lỡ nghe quý cô chú anh chị. Chiều cao mình 1m nha. Cá ngang mình được 80. Cây này thường bầu cũng chắc cũng cỡ 10. Thường bầu chắc 10 ngày 10 mấy ngày. Đọt lên đúng không quý cô chú. Rồi, dễ nó ra trắng luôn rồi. Đó là nhỏ. Tàn này lỡ tàn nón lỡ này thông. Tàn như 5 cm đi. Rồi quần áo đây được 10 à. Củ đế chưa khui. Rồi cây số 15 em xin lưu giá 400.000 luôn ạ. À. Đặc biệt cây trên lai là bao phí ship hết nha quý bà con. Bao phí ship quý cô chú anh chị mình tới nhà nha. Cây nào báo cũng đã bao phí ship nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo cái đỏ lá nhỏ luôn ạ. À. Chiều cao 1m. Cá ngang mình 80. Cây này cũng thần luôn ha. Cây này thần lâu à. Bứng bầu về để mình cho nó khỏe mình mới vô luôn. Mình thần bầu luôn. Cây này có củ đế nè, củ đế nó lầu lên nè. Hốc thân có 5 cm nữa.
Rồi quần áo đây được 10 ạ. Rồi cây số 16 này em xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Rồi đợi cây luôn. Tiếp theo là cây số 17 cũng là cái đỏ lá nhỏ luôn ạ. Mấy cái này em thường lâu em lưu mười mấy ngày nha. Sống khỏe rồi. Rồi chiều cao mình 1 mét luôn. Tán em mình được 80. Khó khăn 5 cm. Cái này cũng có đế rồi. Ủa đó nó nở. Rồi quanh áo đây được 10. Rồi cây số 17 em xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 18 cũng là cây đỏ lá nhỏ luôn ạ. Đó cây này đang lên bông quá trời luôn ạ. Quá keo hết. Rồi chiều cao mình được 1 mét luôn. Tán ngang mình 80 luôn. Đây cái form hoa. Chung lô này là cũ đế còn nguyên nguyên của chú anh chị. Mình không có khai thác hàng thần luôn. Rồi quanh nó ra được 10. Hàng thần lâu rồi, tiên trí rồi. Rồi máy 18. Số 18 em xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo cây số 19 là cây đỏ nhung lá bóng nha quý cô chú anh chị. Lá bóng nó nhựa thì cũng nó nha. Cây lên đóng nụ quá sáng luôn ha. Đóng nụ kêu chưa. Rồi chiều cao mình 1m1 nha. Tán ngang mình được 1m1 luôn. Phòng tàn giống như trái banh. Tàn tròn do cái này hàng nhà làm tàn tròn lắm. Cái này mình có tấm tàn nó bớt nha quý cô chú. Xả ra nó dữ lắm, nó xè xong nó nặng nặng nó gãy. Rồi thoát thân được 50. Hoành neo đây được 8 à. Gãy gà trắng chưa này. Cái này thường lâu rồi. Rồi giá luôn. Rồi cây số 19 em xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là cây số 20 cũng là cây đỏ nhung của chú anh chị. Đó cây này nó lên bông đều hồi trơn nha. Rồi chiều cao mình 1m1. Bán ngang mình cũng 1m1 luôn. Kẹo búp hết trơn ha. Kẹo búp hết trơn. Đó. Đọt nào cũng hoa nha quý cô chú. Rồi thoát thân này được 35. Rồi hoành neo được 7,5 tính 1,7 à. Rồi để cây số 20 em xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là cây số 21 cũng là một cây đỏ nhung luôn ạ. Đặc biệt cái đỏ nhung cái phơm tàn rất đẹp. Chiều cao mình 1m1. Tán ngang mình 1m3. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn ha. Bông này màu đỏ rất đậm rất đẹp. Rồi thoát thân được 35. Còn neo đây được 8 à. Rồi cây số 21 em xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 22 cũng là cây đỏ nhung luôn ạ. Cây này thoát thân thoáng ha. Rồi chiều cao mình được 1m15. Tán ngang mình 1m. Dán trực thẳng đứng luôn. Cây này nhỏ gọn đẹp. Chi cành gom. Rồi quần neo đây được 7 à. Rồi cây số 22 em xin lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là cây số 23 làm qua Mỹ Hồng nha quý cô chú anh chị. Đó cây này phần bầu cũng lâu rồi nha quý cô chú. Rồi chiều cao mình được 1m1. Tán ngang mình 1m3. Mỹ Hồng. Hoa rất tươi. Thân lắc ha. Thân hơi lắc lượng hơi. Rồi thoát thân đây được 39 nè. Còn neo đây được 11 à. Chứ cái cũ dưới bự như của chú. Này có cũ đế. Đó thân hơi lắc hơi. Rồi cây số 23 này em xin lưu giá 450 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là cây số 24 cũng là cây minh hồng nha quý chú chị. Đó. Cái bộ nó hơi nghiêng, cái để cây nó hơi nghiêng. Cây cách. Đó. Chiều cao mình được 90. Tán ngang mình 90. Đây đi. Nặng bông quá xả tàn ra. Rồi thoát thân được 30. Rồi hoành neo nghe được 9 nè. Rồi cây số 24 em xin cho lưu giá 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là cây số 25 cũng là một cây Mỹ Hồng luôn ạ. Quá sao bông rồi. Nhỏ
mà nó bồng vậy đó. Kéo quá chừng. Rồi chiều cao mình 90, cái ngang mình 95. Rồi thoát thân này được 30. Để rễ gà trắng cho nha. Rễ có trắng này. Rồi hoành neo đây được 9 nè. Rồi cây số 25 em xin lưu giá 350.000 luôn ạ. Cây số 26 cũng là một cây mới hồng đúng không ạ? Cái này thì thoát thân cao. Thân cao khó. À, mình bứng bộ hơi nghiêng để cây thấy hơi nghiêng chứ. Chè quý cô chú mình vô chậu rồi chỉnh sửa lại. Rồi chiều cao mình được 1 mét, tán ngang mình 1 mét luôn. Cây này thoát thân khó à. Thiên hồng thân được 50, cánh hoa rất là to. Ngoài hoành neo được 9 nè, dễ ăn ra tới miệng. Rồi. Luôn cây số 26 này em xin lưu giá 350.000 luôn ạ. À. Tiếp theo cây số 27 cũng là một cây mỹ hồng luôn ạ. À. Quá xa, không còn sót cái đọt nào hết. Rồi chiều cao mình được 1 mét, tán ngang mình 1 mét luôn ý cô chú anh chị. Rồi thoát thân này được 35. Rồi hoành neo ngay đây được 10. Rồi cây số 27 em xin lưu giá 400.000 luôn ạ. Tiếp theo là cây số 28 là cây đỏ ta, toàn còn xe ngay với cô chú anh chị. Đó, cây này đang lên bông lên hoa dữ lắm mà. Đang búp bông. Được, đứng ha. Chiều cao mình 1m3. Cá ngang của mình được 1m1. Đông nụ hết rồi quý cô chú ơi. Lên búp hết rồi. Kẹo hết trơn. Quá xa. Thoát thân được 40. Này củ đế nở. Củ đế nở, trời bá. Rồi quanh nhé được 10 rồi. Rồi cây số 28 này em xin giao lưu giá 450.000 luôn ạ. Cây số 29 là một cây mỹ cam hư của chú anh chị. Mỹ cam thoát thân cao. Mỹ cam này sao cái dòng này để thoát thân cao nuôi nó lâu quá. Chậm lớn ha. Chậm lớn. Nhưng mà xoay hoa. Rồi chiều cao mình được 95. Cán ngang mình được 70. Rồi nghiêng phơm tàn cho mình lên thôi. Nhỏ mà nó gom. Ồ, phơm tàn kẹo hoa chứ. Một cốt thoát thân thắng luôn. Rồi thoát thân được 50. Rồi hoành neo ngay vị trí được 7,5 tới con 7 à. Rồi cây số 29 này em xin giao lưu giá 300.000 luôn ạ. À. Long ơi còn cây nữa Long ơi. Rồi tiếp theo là cây số 30 là cây hoàng cổ anh em quý cô chú anh chị. Cây này một cây có cây duy nhất à. Thân nó rất là già anh quý cô chú. Cây này xếp bưu điện được không anh? Được. Tại vì cây này nói chung mình thần trong cái bầu lưới này. Khi mà mình xếp đi cho quý cô chú là mình dỡ rút cái chậu ra, mình để nguyên bầu lưới rồi mình túm dây ra như cái trái bí nè. À, cái này rễ nó ra trắng chưa nghe quý cô chú nè. Thân này già xù xì lên luôn. Hàng này hàng cổ rồi chứ không phải là cây tơ nha. Cây tơ nha. Chứ không phải là mới nha. Rồi chiều cao mình hết thước luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi tán ngang cũng một thải em luôn nha, hết thước luôn. 1,5 m, cao 1,5 m. Rồi. Một cốt sạch ha. Rồi thoát thân được 40. Anh neo đây được 15 mà. Xay xay. Xay dòng chú ý của chú anh chị. Rất là sạch ha. Cái này mình thường nguyên cái túi lưới giả nhiệt này nè. Cái form làm này, cái xương rất là đẹp luôn. Mình bóp tàn lên, mình rút cái chậu. Cái này nghiêng cái đọt rồi không anh? Được. Qua nghiêng lông. Đó, cái tàn ở trên rất là đặc nha quý bà con. Rồi, giá mình giao lưu luôn anh ơi. Rồi, cây số 30 của hiếp anh em xin giao lưu giá 1.600.000, bao biết ship tới nhà cho quý cô chú anh chị nha. Rồi. Cây này ship là tầm khoảng 400-500.000 nha quý cô chú anh chị. 1.600.000. Còn luôn nha. Sao mà mình xây đó. Ăn đẹp. Rồi. Thoát thân khó luôn, một cốt còn nhiều kiếm gì hơi hiếm nha quý cô chú anh chị. Rồi, quý clip luôn. Cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ nhà vườn anh em thôi. Hẹn lại clip sau. Mến chào quý cô chú anh chị. Rồi. Hẹn gặp lại quý bà con vào những clip báo giá tiếp theo nha quý bà con. Xin chào và chúc quý cô chú cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha. Hẹn gặp lại nha.